Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình. Và mình là Jacko đây. Thì hôm nay mình sẽ so sánh giữa Minecraft PE và Minecraft Trial nha các bạn. Ok, thì giờ mình sẽ bắt đầu vào Minecraft Trial thôi. Mình sẽ vào Minecraft PE trước nha các bạn. Ok. Ok, thì mình đã vào game rồi đây. Thì đây là skin của mình nha. Ok. Giờ mình sẽ vào tạo thế giới mới. Ok, sinh tồn nha các bạn. Thì mình có cài cả mod nữa. Bạn nào muốn mình là thì video trước mình đã cài mod này rồi. Thì bạn nào chưa xem mình có thể vào kênh của mình và xem lại. Ok. Để mình cài vài mod vào nữa. Vào lại đã. Ok. Bonus chết nha. Show coordinate. Mình cho điện của mình. Ok, mẹ cho cả cheat nữa nhá. Thì vào ơi, ok. Các bạn đợi nó lát một tí. Đây thì mình cài shader thì nó mới trông như này nhá các bạn. Còn các bạn nào muốn tắt shader thì hãy để lại comment phía dưới. Để cho nó đẹp hơn ý, hay là xấu hơn thì các bạn hãy để lại comment. Ok. Của mình sắp hết pin rồi các bạn, máy mình sắp hết pin rồi. Chắc mình phải chuẩn bị cả pin mà thôi. Ok. Đó thì đây là shader mình sẽ cài. Ủa không mất máu à? Ấy mà cái bonus chết đâu? Mình ấn bonus chết rồi mà. Ui còn thua lava này. Ok giờ mình sẽ chuyển chế độ sáng tạo mình đi lang quanh nha các bạn. Ok. Mà cái bonus chết của mình đâu ta? Chắc mất bonus chết rồi. Ok đi. Thì mình sẽ tìm vài thứ nhá. Đây. Đây là dàn PC mà mình hay quay video các bạn xem đây này. Mình sẽ là trông trông tí để mình cho các bạn xem kỹ nha. Ok, đó. Đây là chiếc ghế. Ok, PC của mình, còn đây là ghế của mình. Ok. Thì mình sẽ chỉ đi loanh quanh ở đây tí thôi. Thì mình hôm nay mục đích chính là mình sẽ khám phá Minecraft Trial các bạn ạ. Mình chơi thử Minecraft Trial xem nó có hay không nhá. Đấy, có cọng sắt này. Ui, nhiều sắt thế. Ok. Giờ mình sẽ dùng lệnh để mình tìm làng nha các bạn. Tìm làng vào đấy, chơi phát tìm tí tí. Ok. Located Village. Ok, 248 trừ 32 trừ 233 thì mẹ thua con đoạn này luôn nhá. Ok thì mình đã đến làng rồi đây. Yeah. Nếu không hiểu sao Minecraft PE nó hơi hên xui, sẽ có lúc có nhà của ông thợ rèn, sẽ có lúc là không. À ok, mình đã thấy nhà của ông thợ rèn này, giờ mình sẽ vào đây để hôi cú. Mặc dù mình đang chơi sinh tồn sáng tạo mà vẫn thua. Trời ơi, nhà ông thợ rèn nghèo vậy. Cái nhà ông thợ rèn lúc trước mình tìm là nó sẽ hay là có sẽ là hay có kim cương các bạn, như là này không rồi. Ok. Ok thì giờ mình cùng chơi Minecraft PE thế đủ rồi. Giờ thì mình sẽ cùng xong Minecraft Trial nha các bạn. Bye bye. Ok, nói nhầm. Nghe tôi nhanh có đoạn nó lát luôn. Chậm quá. Các bạn ơi, như thời lượng của Minecraft Trial nó vào nhanh hơn đấy các bạn ạ. Ui. Minecraft Trial này. Để mình vào xem. Để mình vào xem nó có skin của mình không nha các bạn. Ok. Đợi nó có đã. Ui. Không có skin à. Ok, thì giờ sẽ chơi nhá. Đây là chắc là mấy cái thế giới mà em của mình tạo các bạn ạ. Mình chưa chơi trò này bao giờ. Ơ, các bạn ơi, như nó không có chế độ sáng tạo hay sao ấy. Ui, không có bonus chết luôn à. Vậy sao chơi? Có vẻ như là Minecraft Trial nó khó chơi hơn đấy các bạn ạ. Trời ơi, nó không cho mình cheat luôn. Đến cả này cũng không cho nữa. Rồi. Để mình Nimble là classic. Ok, classic rồi. Xem nào. Touch.
Để mình bật split control lên các bạn nha. Để mình cho cái ok, F mà OV. Mình sẽ tạo luôn. Chả tạo được cái gì đâu các bạn ạ, nên mình sẽ tạo như này luôn nha. Ok. Rồi đợi nó vào thế giới thôi. Như Minecraft Trial nó vào thử nghiệm lên thì như nó nhẹ hơn Minecraft PE các bạn ạ. Nó vào rất nhanh luôn, chứ nó không chậm như Minecraft PE. Minecraft PE nó hơi chậm, có lúc hơi lag nữa. Ok. Wow. Wow các bạn ơi. Chứ Minecraft Trial hình như nó mượt hơn hay sao ấy các bạn ạ. Chạy cũng thật hơn nữa. Ủa, nó to thế nhở. Sao bông hoa này to thế. Để mình vào phần này đã. Ok. Video. Mình tắt FOV đi mà. Ủa chờ Minecraft này nó mượt hơn hẳn các bạn ạ. Cũng tội nó sẽ hơi khó một chút. Tại vì không quen chơi Minecraft này, không chơi sáng tạo các bạn ạ. Với cả thằng em mình như nó bảo là Minecraft mà Trial thì như là nó không chơi được. À là hình như là nó sao nhỉ, tìm đến làng sẽ không nhau thượng đèn đâu, hình như thế các bạn ạ. Mà ra Minecraft Trial nó cứ, các bạn ơi nó gần quá các bạn ạ. Nhìn đang zoom ý. Sao lại gần thế nhỉ. Minecraft Trial hình như chơi thật hơn các bạn ạ. Ui. Nhưng mà mình đang zoom luôn. Cứ nhìn đang zoom ấy. Cách di chuyển đi thì cũng khác luôn. Ok, giờ sẽ làm các bạn chỉ tạo. Mình sẽ chỉ tạo cái đi trước. Cúp nó. Kiếm. Cúp. Kiếm. Ok. Như Minecraft sao em mình là chỉnh chỉnh cái gì các bạn ạ. Nhìn nêu con nữa. Ok. Thì không quay cho Minecraft Trial mấy các bạn ạ. Các bạn sẽ chơi thử nhá. Thì mình ui. Ok, được tiếp theo. Giờ sẽ đi đào tí đá nhá, mình sẽ tìm xem có chỗ nào có đá không. Ôi, sao thế nhở. Nhầm các bạn ạ. Ok. Ok, thì đào một hồi thì mình cũng đã thấy sắt rồi này các bạn ạ. Mà giờ mình sẽ chế tạo cái lò trước đi. Trời, vừa đủ đá luôn. Mẹ đào một thêm tí nữa các bạn nha. Mẹ đào thêm một chút nữa. Minecraft Trial chỉ có em mình chơi thôi các bạn ạ. Mình nhưng mà mình cũng chả biết em mình chỉnh cái gì nữa mà Minecraft Trial lại trông như thế này. Ok. Mình sẽ đào một chút để cho mình có đủ bộ dụng cụ đá luôn. Đá luôn mà mình đang thiếu gỗ các bạn ạ. Ok đi. Rồi mình sẽ làm một cái cúp đá. À quên. Rồi mình phải làm vậy trước đã. Một cái cúp đá với cả là một cái rìu đá. Rồi thì mình sẽ lấy cúp đá ra vào mình đá thôi. Ok. Cúp đá đào. Ô vẫn còn sắt, nhiều sắt. Chỗ này còn sắt. Ok, hết sắt rồi các bạn ạ. À vẫn còn sắt. Định trốn đi đâu hả? Sắt ơi là sắt. Ok, vậy hết sắt rồi các bạn ạ. Ôi, mình chỉ có gỗ thôi. Mẹ đào thêm tí nữa để có than nhé các bạn. Mẹ tiết kiệm chút.
Thôi cứ cứ đá đẹp cho anh. Ok rồi sẽ đào thêm. Ok. Để mình đào hết chỗ đá này nhá. Xem nào. Ok, lên thôi. Sắt nung được mỗi tí. Mình tận dụng cái khung gỗ đi. Đào mãi mà chả thấy than. Đào mình đi ra cục than thôi là đủ rồi mà. Mình cần một cục than thôi. À ok. Có than rồi nè. Mà không phải một cục mà là 3 cục, 4 cục, 5 cục, 6 cục, 7 cục. Nhiều thế. Ok. Lớn sẽ đào luôn nha các bạn. Mẹ đào hết chỗ than này luôn. Tại vì trong Minecraft Trio là nó không thể cheat được. Nên là mình sẽ nên mình sẽ đào hết nhá. Có cái gì mình sẽ đào hết. Ok. Đào thêm nào. Ok các bạn ơi, hết than rồi. Mình sẽ đi lên. Đây là kiểu gì đây? Ok, mình sẽ đi lên kiểu. Trời ơi. Nhưng mà nó có điều khiển quá. Tại vì là như đang bị zoom ý. Mặc dù chơi mượt hơn. Một cục là đủ rồi. Rồi thì mình sẽ làm đuốc. Nó quên mình làm cái đuốc mà làm. Ok. Ok thì chỗ sắt nung xong rồi nè. Đợi nó nung nước cái này đã. Nói nhầm. Ok. Nung xong đi nhanh lên. Ok xong rồi. Rồi mình sẽ đá cái lò nung này ra. Rồi mình sẽ chế tạo. Trời. Để mình đập cái này ra đã. Ok. Rồi mình sẽ lấy đất. Không biết bây giờ trời tối chưa nhỉ. Ok. Rồi sẽ đi lên nhé các bạn. Trời lại hết rồi. Mình không có phải dùng đèn đá đâu. Ok. Giờ mình sẽ lấy gì đá ra để mình chặt cây. Chủ yếu thì mình chỉ chơi để biết thôi mà. Ok rồi, ok. Gì đá có nhận được nhanh hơn hẳn. Mình chặt hết cây này nha. Nhìn lỗ còn mà đập thì chả đập được. Ok, mình đã đào xong cả cái thân cây này ra. Ok. Ok, thì video mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn xem video của mình nha. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy để lại mình một like và share để cho mình có làm, để mình có động lực làm thêm nhiều video cho các bạn xem nữa nha. Bye bye.